Miss Grand International, Ngọc Thảo dừng chân đầy tiếc nuối ở top 20, người đẹp Mỹ đăng quang. Đêm thi chung kết cuộc thi Miss Grand International 2020 đã chính thức khép lại với sự lên ngôi của đại diện đến từ Mỹ. Đây được xem là một kết quả hoàn toàn xứng đáng cho sự nỗ lực của tân hoa hậu suốt một tháng vừa qua. Trong đêm chung kết, Ngọc Trai Đen gây ấn tượng bởi nhan sắc vạn người mê, cùng màn thuyết trình vô cùng thông minh, khéo léo. Sau giây phút được gọi tên, tân hoa hậu bật khóc, thậm chí đứng không vững vì xúc động. Evelyn Abena Afina, sinh năm 1993, mang hai quốc tịch Ghana và Mỹ, với chiều cao ấn tượng 1m72, cùng thân hình gợi cảm, mái tóc xù buông, cùng làn da đen khỏe khoắn là những điểm cộng giúp cô luôn nổi bật giữa dàn thí sinh. Ngay từ đầu cuộc thi dục dịch hé lộ danh sách các thí sinh tham dự, cô luôn được đánh giá là một trong những super nổi bật nhất cho chiếc vương miện mùa giải năm nay. Trải qua từng phần thi phụ, cô luôn chứng tỏ bản lĩnh thượng thừa của một nữ hoàng sắc đẹp mà cuộc thi Miss Grand International đang tìm kiếm. Bên cạnh đó, Ngọc Trai Đen xứ cờ hoa còn được giới chuyên môn đánh giá về khả năng khét khúc, uyển chuyển, điều luyện cùng thần thái vô cùng chặt chém. Riêng trong đêm thi chung kết, cô gái được mệnh danh là Ngọc Trai Đen lần lượt đánh bại các đối thủ nặng ký như đại diện Argentina, Cộng hòa Séc và cả nước chủ nhà Thái Lan để hiên ngang bước vào vòng thi ứng xử trực tiếp. Trước sự hò reo của đông đảo người hâm mộ, cô gái sinh năm 1993 tiếp tục hất cẳng các hổ chiến cực mạnh đến từ Indonesia và Philippines để đăng quang thuyết phục. Trước khi đặt chân đến đất nước Chùa Vàng để tham dự Miss Grand International 2020, người đẹp sinh năm 93 đã bỏ túi cho mình nhiều giải thưởng danh giá như Hoa hậu Hoàn Vũ Ghana 2014, Top 16 Hoa hậu Thế giới Mỹ 2017, Top 20 Hoa hậu Trái đất 2019, Top Model Ghana 2013, đại diện Ghana tham dự Top Model of the World tổ chức tại Ai Cập. Chắc hẳn, kinh nghiệm từ những sân chơi đi trước đã tạo cho cô nàng nhiều kinh nghiệm và rồi tỏa sáng tại đấu trường nhan sắc năm nay. Về học vấn, Avelyn Abena Afia tốt nghiệp khoa thời trang của Đại học Radford. Avelyn Abena Afia tham gia làm người mẫu từ năm 3 tuổi, năm 9 tuổi thêm phần đam mê âm nhạc. Cô từng có album đầu tay vào năm 2015. Có thể thấy, Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2020 đã có một mùa giải thành công rực rỡ. Những gương mặt được gọi top năm nay đều xứng đáng và đã cống hiến cho khán giả những màn trình diễn vô cùng mãn nhãn. Theo đó, đại diện đến từ Brazil giành ngôi vị Á hậu 4, đại diện Indonesia giành Á hậu 3. Ngôi vị Á hậu 2 thuộc về Guatemala, Á hậu 1 thuộc về đại diện đến từ Philippines, đại diện Việt Nam Nguyễn Lê Ngọc Thảo khiến fan sắc đẹp ngẩn ngơ khi phải dừng chân tại top 20. Cùng nhìn lại chặng đường thi của Ngọc Thảo. Mở màn đêm thi, đại diện Việt Nam và tất cả các thí sinh đã có màn đồng diễn vô cùng ấn tượng và đẹp mắt. Nguyễn Lê Ngọc Thảo gây ấn tượng mạnh bởi mái tóc xoăn sóng nhẹ nhàng. Với niềm tự hào khi nhận được sự ủng hộ của khán giả nước nhà, Ngọc Thảo đã dõng dạc hô to hai tiếng Việt Nam trên mảnh đất Chùa Vàng. Sau phần thi giới thiệu, ban tổ chức đã chính thức gọi tên 20 cô gái để bước vào vòng trong. Không nằm ngoài dự đoán của fan sắc đẹp, Ngọc Thảo xuất sắc ghi tên mình vào top 20. Lọt top 20, người đẹp sinh năm 2000 tiếp tục khiến người hâm mộ trong nước và quốc tế mắt chữ O, miệng chữ A bởi màn pose dáng đi vào lòng người tại phần thi bikini. Vốn là người đẹp biển của Hoa hậu Việt Nam 2020, Ngọc Thảo đã vận dụng tốt mọi kỹ năng từ cảm nhạc đến catwalk để không bị lép vế trước đối thủ. Kết quả cô nàng nhận được 8,75 điểm cho màn trình diễn mãn nhãn này. Cố gắng không ngừng, cùng phong thái ổn định, thế nhưng may mắn dường như đã không mỉm cười với đại diện cờ đỏ sao vàng. Ngọc Thảo đành ngậm ngùi dừng chân tại top 20 trong sự tiếc nuối của fan hâm mộ. Trước đêm chung kết, Ngọc Thảo là một trong năm thí sinh có lượng bình chọn cao nhất ở giải phụ Hoa hậu được yêu thích nhất. Ban tổ chức đã chính thức công bố người đẹp giành chiến thắng giải thưởng Miss Popular Vote, giành lấy chiếc vé duy nhất vào thẳng top 10 chung cuộc là người đẹp đến từ Malaysia. Đại diện cho nhan sắc Việt Nam, Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo đã có những phần trình diễn nổi bật, ấn tượng trong suốt hành trình chinh phục vương miện của mình tại xứ sở Chùa Vàng. Nhờ đó, dù không đạt được thành tích cao, Ngọc Thảo vẫn nhận được tình cảm và sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng hâm mộ nhan sắc quốc tế trên các diễn đàn mạng lẫn khán giả quê nhà. Đây vẫn là kết quả vô cùng đáng tự hào đối với Ngọc Thảo vì hành trình đi thi giữa mùa dịch Covid-19 có nhiều khó khăn, nhưng cô nàng đã thể hiện bản lĩnh thật mạnh mẽ với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, hết mình trong từng phòng thi vì màu cờ sắc áo Việt Nam. Một vài thành tích đáng gờm của Ngọc Thảo ấm được tại đấu trường nhan sắc năm nay chính là top 10 Best National Costume, top 5 Miss Popular Vote, top 20 Miss Grand International 2020. Đây là kết quả vô cùng tự hào. Trong bối cảnh đại dịch, nhưng nàng hậu sinh năm 2000 vẫn cố gắng không ngừng nghỉ vì màu cờ sắc áo.